làm ready đi đâu đó, gọi là đi đâu đó, đi farm cũng không hẳn. Đi farm mua bắp. Bây giờ làm ready đang đi mua bắp với bạn, thì chỗ này là Waterloo. Dạ, Waterloo. Waterloo có tên đó là Kitchener. Nói chung từ chỗ này tới chỗ Mary là đi khoảng hơn 1 tiếng các bạn ơi. Bây giờ là còn đi nãy giờ là mà kẹt xe các bạn. Nó không nhúc nhích. Kẹt xe mà không quay, không kẹt xe mà quay. Người ta nói chạy xe này sướng lắm, không giờ kẹt xe. Không, tại vì kẹt xe quay nó nhích 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 á. Nó nhích mà sướng á, nó nhích, nó nhích, nó sướng á, nó quay cả giật nó sướng. Nói chung cái chỗ này là cái người nhà của người dân đó mà, đây là của người Lào. Thì họ trồng mấy cái loại bắp này kia hoặc là rau củ, nói chung họ trồng rất là nhiều. Quan giới thiệu, nhiều khi xuống dưới họ không mở cửa, không khỏi nước bắp xuống rau củ. Đi đánh đi kệ đi. Đó, đây. Thì họ trồng xong rồi mình vô đó mình mua các bạn. Thì mới thấy là đặc biệt nhất là đó là bắp trồng, nếp các bạn. Họ trồng, họ bán, mình mới được mua. Họ trồng, mình vô mua. Họ bán xong vô mua. Trời ơi, mệt quá à. Mất công mấy người kia bắt bẻ. Trồng sẽ chơi thôi. Họ trồng, họ mua, mình vô mua. Trồng là được vô mua hay gì? Dạ. Không cần biết họ bán không, cũng đi mua vậy. Dạ, dẫn đường hả? Em nghĩ là người dân dẫn đường mà, giống như là em thấy có cái cây apple gần nhà mình đẹp quá, em muốn hỏi mua. Họ không bán nhưng mà em muốn hỏi mua. Tại vì cái cây đó nó cũng tự ruộng không mà, toàn ruộng họ không bao giờ ăn. Nên thành ra em nghĩ là hỏi mua chắc họ bán. Họ nói đưa tiền cái nó mày hái, nó cho mày luôn. Không, tại vì đâu phải hái 1-2 trái đâu, hái nhiều á. Nhưng mà ăn sạch hết. Mua lần mà có 60 trái apple để 2 tuần chưa hết cũng nhất. Mà thấy trái ngoài quá ham. Đó. Nói chung là các bạn ơi, mấy cái cây ở đây á, ta trồng mà không ai ăn các bạn ơi. Tại vì táo ở ngoài mua cũng rất là rẻ chứ không mắc đâu. Nên thành ra bình thường mà trồng giống như làm kiểu làm cảnh thôi à. Nhưng mà mình không có thì mình nhìn mình khoái, chứ cũng không phải là thèm ăn đâu mà là cái tay nó ngứa. Ngứa ăn chậm. Muốn ăn trộm. Nhưng mà đó giờ vẫn chưa ăn trộm nha, không dám. Bây giờ mới tới Wellington. Thật sự ở dưới này là mới không có rành các bạn, không đi. Hình như là mới có đi một lần rồi các bạn, hoặc là 2 lần, không biết luôn. Hồi trước á, lúc mà Mary mới qua đây là Mary có quen mấy cái anh nói chung là họ sống ở dưới đó các bạn. Thì họ là của nhà thờ, họ kết nối nên thành ra họ Mary hay gặp mấy anh đó. Với lại họ có dẫn Mary với lại cả mục sư nữa, và cả gia đình đó đi cưỡi ngựa. Là qua nhà của họ luôn. Mà lúc đó thì thật sự là đối với Mary, lúc đó Mary cảm thấy ở dưới quê nó không gì hết trơn á. Tại vì Mary cũng mới ở dưới quê lên mà, tính ra là Mary mới qua mà. Nhưng mà bây giờ khi mà ở trên thành phố thì Mary thèm ở dưới quê các bạn ơi. Nó ngồi rồi đó, nên thành ra lúc đó họ dắt đi thì Mary cảm thấy quê thôi mà, đâu có gì đâu mà kiểu như là vui, có gì đâu mà thích thú giống kiểu vậy đó. Thì mình không nói nhưng mà mình ở trong đầu mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà thật sự bây giờ Mary lại rất là thích ở dưới quê các bạn ơi. Thích chơi, đi chơi, đi ở thì không ở được đâu. Đâu nữa đâu. Lòng phòng cực lắm. Rồi, kẹt nữa kìa. Kẹt nữa tắt. Kẹt nữa kìa, nó đang đi kìa. Nó chuẩn bị thắng rồi kìa. Vậy là kẹt rồi, vậy là đi chậm rồi. Này chưa, này slow thôi. Một kẹt nữa là nắng. Trời ơi, tính ra năm nay mới không có đi cắm trại. Buồn quá. Nè, nó qua rồi, nó qua rồi. Đó. Tại các bạn.
kia giới thiệu người kia không à? Có tiệm không, có số phone không? Dạ. Nếu mà có số phone thì nó dễ hơn, chứ giống như nhà Mary đi cả hơn một tiếng mà không có gì hết cũng hơi bị tức các bạn ơi. Mất thời gian á. Ok. I'm used to it already. Chung ở dưới đây thì nhiều farm này kia các bạn nha. Đây farm nhiều. Nhà dưới đây rẻ hơn không ta? Hả? Nhà dưới đây rẻ không? Dạ. Tất nhiên rẻ. Ba phòng ngủ dưới này khoảng 600 mấy. Tùy theo khu. Nhưng mà nhìn nó nhanh quá nhức đầu. Đây bên này thì toàn là farm bắp vậy ha. Ngô nè. Bên này ngô. Bên này là apple. Sao mấy apple? Em nghĩ vậy. Nhìn thấy cây giống giống cây của ngay Townsville. Không được cherry. No, cherry em biết. Ui, cái này cái gì đấy? Nào, cái này apple. Apple luôn. Apple. Cái đó mới apple. Mấy cái cây hồi nãy chắc còn nhỏ. Quá trời trái luôn. Cái này là farm luôn hả? Cái này là market luôn. Family market. Mở. Chắc là mở. Mở hồi vô bán ha. Không lần con. Đây các bạn ơi, mới xuống đi quay apple cho các bạn đây. Đi quay táo. Wow, mấy chỗ này là ui xích té. Mày tưởng mấy cái này là nó kiểu như là nó cao hay gì đâu, mày bước cái là muốn té luôn. Giáp người Việt Nam lắm nè. Mấy giờ chạy xe qua thấy mày ngồi đội nón để quay. Bữa nay mày đi đội nón, bữa nay nóng như gì luôn các bạn ơi. Đây cái vườn apple đó để mình quay cho các bạn nè. Quá trời trái luôn á, bởi vậy nên hình ra nó rất là rẻ luôn. Cái này là nhiều khi trung bình theo mình thấy là cỡ 90 cent, 88 cent các bạn một pound á. Quá trời luôn các bạn. Bây giờ thì khoảng 4 phút nữa tới, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha, chắc là ở đằng trước nè. Mình em đi sao? Sợ gì? No, anh phải đi em. Nothing too scared. Đi ra hỏi đấy. Cho anh. Đây, dám ở trong này á. Hello. Hello. So these are all from the garden, right? Mm. Rồi, cho bạn chạy cà nè. How about corn?
con. Dạ. Con $9, $8. That one purple con. The one $9. The one number $8. Wow, yeah, beautiful. Lại cả ớt luôn nè. How much in the bag? How about this one? How much is this one? Five. Okay, take. Có trái xu nữa nè. Ở đây thì có cái đọt, cái đọt ấy nữa nè. Can I have more? You have more? I'm waiting for it. Yeah, I'm waiting for more. You have more back? Trời ơi các bạn ơi, cái này là su nè. Cái đọt su nè. Mình sẽ đi quay mình vòng cho các bạn coi ha. Bên kia là khác nữa các bạn. Chung là nhiều. Ồ, cái bắp mà màu tím các bạn ơi, nghĩa là nếp mà màu tím á là 9 đồng. Còn mà không phải màu tím là 8 đồng. Đây, cà chua. Cà chua tròn nè. Trời ơi thích quá các bạn ơi. Đây. Có tím nè. Can I follow you? Yeah. Oh, thank you. Ôi trời luôn, bây giờ là cô sẽ đi cắt cho mình. Các bạn nào mà muốn đi, các bạn đi khoảng tuần này, tuần tới hoặc tuần tới nữa chắc là được. Nhưng mà tuần này hoặc tuần tới là chắc sẽ bắp ngon. Cái này là bắp tím. Họ đang lấy thêm mà. Đồ hủ qua ngon lắm. Ông xã mới quảng cáo bán hàng luôn à. Nó đồ hủ qua rồi em ăn rồi thì còn ngon lắm. Dạ đang chặt á, họ đang chặt cho mình á. Dạ. Chị nghĩ đậu đậu đâu ăn được đâu, cũng ăn được vậy. Nó ngon lắm. Đợt này ngon lắm. Nếu mà chị không có ăn được đắng á, chị luộc xong là chị bóp chút xíu. Không cần bóp, ý là luộc xong rồi bóp cho nó ra nước chút xíu, xong rồi chị xào lại rất là ngon luôn. Còn không thì chị, nếu mà chị ăn đắng được thì chị xào luôn. Xào với thịt ba gọi á. Tự nhiên à, bả cho em một trái dưa lấy rồi mấy bịch rau, em trả tiền cũng lấy. Cái dưa leo, cái dưa leo bự. Dưa leo sao? Dưa leo hả? Ủa tưởng dưa kia nè. Dưa leo. Mày bào bào ra mày ăn. Đây bây giờ đang đợi cô chặt bắp mới đi coi đi vòng các bạn. Mày thấy nguyên bụi xả bên kia, trời ơi mê quá trời mê luôn. Mấy cái rau thơm nè. Ủa cái này là rau muống xả. Rau muống nè, trời ơi. Cái này mà, ủa cái này người ta cũng hái, họ hái bán rồi xả. Đây thấy rồi. Đây nè. Thấy anh mới rồi, cái đọt trên đó. Để cái đọt tới lên, lún tới lên, cái lún. Đây là mấy cái rau thơm. Nhiều
nè, hành nè. Sợi đừng đi ngang. Đâu em bước ngang á. Mà sợi đi ngang. Đây là cái mồng tơi mà nè. Trời ơi rất là tươi luôn, nhìn mê quá trời mê luôn. Dạ. U cái cây này xã biết cây gì không? Chắc là ông xã của mê không biết các bạn ơi. Cái cây này là mê cũng không biết tiếng Việt kêu cái gì luôn. Cây này nè. Bên mê thì kêu là trua các bạn, trua. Anh biết á. Mê cái mấy sảy gì á? Không. Không phải. Cái này là ăn cái hột nó giống như là popcorn vậy đó. Giống như là bắp, nhưng mà nó có hạt ở trên kia, xong rồi khi mà mình rang lên nó là nằm phấp 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 luôn. Con kêu bằng gì rồi? Nó phấp cái cây nhỏ. Cái cây. Kìa bắp cải hư rồi kìa. Cái bự luôn. Nè nè, sao? Ồ, nhiều lắm, bên kia nhiều lắm, người ta không có mua ở ấy luôn. Nè, cái này là cải nè. Ồ, cái này đậu mà có. Cải đó. Cải hả? Dạ. Nhà họ coi nhà đã không? Bên này là đậu nè. Ui trời ơi, có đậu đen luôn. Xíu lấy. À, đậu đũa đen á, họ bán không mình hái mớ. Đậu đũa đen đâu? Đen đen đó. Tím tím đó. Ăn. Hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi họ có hái không? Họ bán hái không? Hái lấy. Ủa kìa, có gì? Cái gì vàng vàng á? Cái gì tưởng thấy cái gì không? Cái này là đậu luôn, đậu đũa luôn, nhưng mà bên này là đậu đũa xanh rồi đậu đũa đen. Hỏi coi họ bán đậu đũa đen không, cái này mà giả ăn ngon lắm á. Đây, ôi trời ơi nè, cái này là dưa leo nè. Nói chung là ông xã của mình có hỏi cho mình quay rồi các bạn ha. Đây dưa leo, wow, nhiều trái dưa leo quá trời luôn. Bây giờ là đã cái nưa cho Mary rồi đó ha. Tại vì thèm quá trời thèm cái vườn rau mà bây giờ mới được đi, trời nó nông như điên luôn. Bữa nay là mới cố tình bận áo dài đó, áo này trời ơi không bao giờ đi lạc các bạn ha. Mới cố tình luôn. Tại vì đi ngoài farm á. Bận áo dài. Mới không phải là sợ đen đâu, tại mới đen sẵn rồi. Nhưng mà bận áo dài á, khi mà mới cà chung mấy cái lá này nè, nó sẽ không có khó chịu, bây giờ là không bị ngứa các bạn, nó không có bị cắt mình. Chứ không là nó dễ bị cắt mình lắm. Trời ơi, cái cây rau dên này nè. Nè, cao hơn Mary luôn. Ớt nè. Rồi, các bạn ơi. Nói chung là mê bắp á các bạn. Mê qua đây là mê bắp. Đây, họ cũng hái không nổi các bạn ơi nè. Nó tự rụng thôi. Cà chua nè. Bên này cũng là mấy cái đậu này nè. Mấy cái đậu này thì xào ăn hoặc là luộc chấm nước mắm ngon. Nhưng mà cái đậu đũa mày dài dài á là các bạn giả ăn ngon lắm ha. Trời ơi coi bắp cải nè. Nói chung bắp cải là hư hết rồi các bạn ạ. Trời ơi cái đọt su này nè mà nấu ăn cái đọt của nó ngon lắm luôn á. Bà vẫn lựa cái nào mà nó chín các bạn ha. Tại bắp nó không phải là chín một lúc, nhưng mà vậy nó cũng đỡ cho nông dân mà bán từ từ, chứ mà nó chín một lúc là xong luôn.
Rồi, bà vẫn đang chặt thêm. Mình còn thêm cái này là mình lấy nhiều họ chặt thêm các bạn ha, chứ họ không có sẵn. Cái bông này đẹp quá nè. Nào không biết bông gì. Ô, cái này là hình như là cải đó. Cái trái nè. Là 5 bịch các bạn ơi, cho mỗi nhà mỗi bịch, cho bà nội nè, với lại cho hồi sáng có anh chị kia cũng cho Mary đó, cho Mary đồ, bây giờ Mary mua cho lại cái này. Nói chung cái này là nè, coi cái bắp này, nói chung cái này là nó tại vì hơi xa, cái này trời ơi nó bụi cho ba lửa luôn nè. Nói chung cũng giá cao hơn ở trên ở trong chợ, nhưng mà nó ngon. Cái này là nếp các bạn ha. Nói chung mấy cái này là chỗ mưa bị trồng nhiều lắm, nên thành ra thấy mấy cái này cái là mưa rất là khoái luôn. Bắp đen ở bên này hiếm lắm các bạn ạ. Rồi, bà vẫn đang chặt thêm. Mình còn thêm cái này là mình lấy nhiều họ chặt thêm các bạn ha, chứ họ không có sẵn. Cái bông này đẹp quá nè. Nào không biết bông gì. Ô, cái này là hình như là cải đó. Cái trái nè. Mình sẽ mua chắc là 5 bịch các bạn ơi, cho mỗi nhà mỗi bịch, cho bà nội nè, với lại cho hồi sáng có anh chị kia cũng cho Mary đó, cho Mary đồ, bây giờ Mary mua cho lại cái này. Nói chung cái này là nè, coi cái bắp này. Nói chung cái này là nó tại vì hơi xa, cái này trời ơi nó bụi cho ba lửa luôn nè. Nói chung cũng giá cao hơn ở trong chợ, nhưng mà nó ngon. Cái này là nếp các bạn ha. Nói chung mấy cái này là chỗ mưa bị trồng nhiều lắm, nên thành ra thấy mấy cái này cái là mưa rất là khoái luôn. Bắp đen ở bên này hiếm lắm các bạn ơi. Đây cái này là đọt đậu nè. Không biết cái bông vàng vàng đó là cái gì ta. Các bạn ơi, cái này là rau thơm giống như bên chỗ Mary nè, rất là thơm ha. Cái này là rau thơm, Mary không thấy là người Việt của mình ăn nhiều, nhưng mà người dân tộc thì có cái rau này thơm lắm các bạn ơi, rất là thơm luôn á. Có rau răm nè. Cái này hình như là tỏi hay là cái gì nè. Trời ơi, coi cái bụi xả kìa. Các bạn, trời ơi, nó đẹp như gì luôn á. Nó đẹp quá. Quá trời luôn. Đây nè. Không biết là bông gì đây nè. Thôi mình đi quay lại bên kia đây, chứ hồi nãy là có hai
cô chú kia là họ từ xa nên thành ra họ hỏi mới nhường được không, ông xã mới nhường, mà giờ thấy người khác cũng vô nữa, giờ không nhường. Lấy đồ đi về, nóng quá, bữa nay là nóng lắm luôn. Em mới theo cô đi coi cái đậu đen mới thích á. Nô mô. Nô mô. Thư cổ nô mô. Sắp đi theo ọp nô mô. No. How about the lemongrass? Can I get some lemongrass? $10. Yeah, okay. You too. Okay, you too. You need that. Me baker, you too. You like that? Okay. Get the whole thing? Yeah. Oh, okay. Maybe this one. That one? Yes. Nguyên bụi mùi đồng. Có thể đem về trồng, trồng ăn từ từ được luôn các bạn ha. Xả, coi em lấy nguyên bụi xả luôn kìa. Mua luôn bụi xả hả? Dạ. 10 đồng đem về trồng luôn. Trồng được không? Được. Ok. Ok, thử cả bần. Oh my god. Cái gì? Bắp hết rồi các bạn ơi. Không đủ bắp hả? Ok, vậy. Quay đi. Hồi nãy thấy hai người đi ngựa. I gave you how much? Oh, how much? 59, give me 41. 41? 59 is 60, 60 is 41. 40 more, yes? Give me 210. 41. Mm-hmm. I don't have. Yes, okay. That's it. 210. Thank you. Thank you. Anything? More free. Thank you, Mama. Tôi cho nữa. Tôi cho nữa. Ông già chả. You have big bag? No, it's okay. Yeah, yeah. No? Yeah, nhưng mà có sách thôi. Alright, thank you. Dạ. Ok. Hả? Dạ. Cảm ơn các bạn ơi, nó nóng gì luôn. Rồi, về tôm tô. Mà bữa nay bật áo này nữa, đi vô đó người ta không thấy luôn. Phải tắt nắng nè. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi về đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Baby nha. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye sợ. Bye bye. Quá trời luôn. Để mày xong mê quá. Thấy.